em mua cho anh trà sữa nè, khoai tây chiên, nem chua rán. Ôi, nó ngon lắm cơ. Em đến thăm người bệnh mà mua trà sữa với khoai tây chiên á? Em giải quyết nhanh băn công nhà chị Hằng, rồi rút toàn bộ sang thi công nhà của Giang. Nhà chị Hằng mới đứa làm dây rát lâu thế. Chị ấy muốn nhổ bỏ cây đại trồng, thay cây khác. Anh nói chiều theo yêu cầu của chị ấy còn gì. Thôi, không nói nhiều nữa. Chốt lại ấy, phải xử lý kịp cho nhà của Giang. Gọi cho bên Garden, nói họ chuyển hồng về cho mình, thế nhá. Tôi mà không nể tình bạn suốt 20 năm cuộc đời là tôi nghỉ chơi với ông rồi đấy. Là sao? Nằm viện mà cứ suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại cả sáng lẫn đêm. Xong rồi cũng không thèm ăn gì luôn. Thằng Huy gọi cho tôi hỏi mấy việc của cửa hàng. Số ở đây này. Bà lúc nào mà ngoan cho tôi. Ông ta ăn đi. Tôi cất công ra tận quán phở ruột của ông ở tận trên phố để mua đấy. Thơm thế. Đúng là ở hiền gặp lành nên gặp được người bạn tốt. Bà hiểu ý tôi ghê đấy. Sáng nay thằng Huy mua phở ở đâu ấy, nuốt không nổi. Ngon thì ông ăn nhiều vào. Xong lát tôi ra hỏi bác sĩ xem tình hình của ông như thế nào. Sáng mai tôi có việc lên Cao Sơn gấp. Ơ, sao tự nhiên lại về quê? Mà về bao lâu? Bà bị ốm hay gì mà về đột xuất thế? Sao không đợi tôi đưa về? Trả lời hết cả tá câu hỏi của ông thì chắc là bây giờ tôi lên tít tận bến xe rồi á. Tóm lại là tôi về quê để khảo sát lại. Đụng vào việc của bà ấy thì tôi sẽ bật chế độ miễn comment. Bà cứ đi đi, mọi việc ở đây có thằng Huy lo rồi. Ok. Mần đi nhá. Anh Thường. Anh Thường một ba. Anh Thường. Sao không học hành đi, đến đây làm gì? Em có học mà. Nhưng mà em mở sách ra trang nào cũng toàn là chữ anh Thường đang nằm viện, anh Thường đang nằm viện, anh Thường đang nằm viện. Nên là em phải vào thăm anh thì mới yên tâm được. Em mua cho anh trà sữa nè, khoai tây chiên, nem chua rán. Ôi, nó ngon lắm cơ. Em đến thăm người bệnh mà mua trà sữa với khoai tây chiên á? Vâng. Ôi, nhưng mà hàng này nó ngon cực. Bây giờ hàng này đang hot nhất trên mạng mà. Ôi, em có phải xếp hàng mới mua được luôn ý. Mà anh Thường á, chỉ có đầu đập xuống đất thôi, còn bụng anh vẫn bình thường mà. Anh nhở. ăn chơi, triển khai thôi nào. Thế Vi ở lại với anh Thường nhá. Chị đi gặp bác sĩ. Chị đi luôn đi chị. Anh Thường thì phải để Vi. Ôi dồi ôi, anh đang ốm làm sao mà ăn được phở? Mỡ màng lắm, anh không thấy ngấy à? Cứ phải làm cái nem chua rán đã. Ngon nhất nách. Cái này chắc là không dầu mỡ đấy. Thôi, anh không ăn đâu. Ý anh muốn uống trà sữa luôn chứ gì. Uống đi anh, ngon lắm. Ngon lém, ngon lém. Anh không thích uống trà sữa. Cái gì Vivi mua gì cũng chê, cũng không thích. Phở này chị Duyên mua mang vào cho anh cái gì? Chị Duyên là mua cái gì á, thì ăn nhanh lắm, thì ngon lắm. Bởi vì anh với chị Duyên hợp nhau, hiểu không? Vâng, em biết rồi. Chỉ có chị Duyên hiểu anh thôi. Chỉ có hai người mới hợp với nhau thôi. Còn Vivi thì không hợp. Đã thì em trả anh cho chị Duyên, em không thèm. Đi về. Vi. Em biết ngay mà. Anh không nỡ để em về đúng không? Anh dỗ em một câu thôi, rồi em ở lại cho anh vui. Em mang về ăn cho đỡ lãng phí. Ở đây bọn anh á, không ai thích ăn mấy thứ này đâu. Lại có bọn anh nữa. Em về à?